tưởng mình là vương, ai ngờ cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác, một đời làm việc ác cuối cùng cũng bị báo ứng, cùng xem anh ta bị nghiệp quật như thế nào nhé. Hôm nay, Thuần Viên tổ chức yến tiệc, kẻ vào người ra vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc, một chiếc ô tô lao thẳng vào trong sân, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Thẩm Phức bước từ trên xe xuống, chỉnh lại quần áo, vẻ ngoài lịch lãng như chàng hoàng tử thu hút sự chú ý của những cô thiếu nữ. Thẩm Phức quay đầu mở cửa đưa tay đỡ lấy Thẩm Lệnh Nghi xuống xe. Hai chị em khoác tay nhau đi vào, Thẩm Phức đưa thiệp mời cho vệ binh ngoài cửa kiểm tra, thấy không có vấn đề gì vệ binh nhanh chóng mời hai người vào trong. Để ý hai chị em đã đi được một quãng xa, một vệ binh nhỏ giọng thì thào, cửa hiệu tơ lụa Hồng Phúc nhà họ Thẩm, sao chưa bao giờ nghe đến, trong thành Bình Châu có hiệu buôn này à? Vệ binh bên cạnh huých tay anh ta, cảnh cáo đừng tỏ vẻ thế, chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Sao có thể quen biết hết được, vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn, rồi tiếp tục với cảnh việc không để ý tới anh ta nữa. Đến hành lang, Thẩm Lệnh Nghi chỉnh lại tóc, thông báo với Thẩm Phức đối tượng nhắm đến ngày hôm nay, mục tiêu lần này tên Lục Ký Minh, là dòng độc đinh ba đời của Lục gia. Thẩm Phức cười lạnh, bị chị em chúng ta nhắm trúng thì coi như anh ta xui xẻo, nhưng hoàn thành xong vụ này chúng ta phải đổi đi nơi khác. Hai chị em phong lưu xinh đẹp, trang phục toàn thân đều đắt giá, nhất thời không ai cho rằng họ là kẻ trà trộn vào. Hai người hòa vào dòng người đông đúc, Thẩm Lệnh Nghi và Thẩm Phức đi vào là lập tức bắt chuyện với mọi người. Thẩm Lệnh Nghi nói chuyện cùng vài phu nhân, dáng vẻ quý sở tộc của cô làm các phu nhân không khỏi suýt xoa khen ngợi. Bên kia Thẩm Phức cũng không rảnh, anh nhận được ám hiệu, vội vã thực hiện kế hoạch, dập tắt điếu xì gà đang phì phèo trong tay, mượn cớ đi rửa tay, hỏi nhân viên tạp vụ hướng nhà vệ sinh, rồi ra ngoài. Đứng trên con đường cạnh bờ hồ, Thuần Viên đang báo cáo tình hình cậu nghe ngóng được cho Thẩm Phức, lần tổ chức yến tiệc này là vì để cho thiếu gia Lục Ký Minh xem mắt tiểu thư Trương gia, nhưng Lục Ký Minh cả ngày trời mà vẫn chưa lộ diện, nghe nói trốn ở phòng sách nằm ở lầu 3. Thẩm Phức tỏ ý đã hiểu, tò mò nhìn về phía tiểu thư Trương gia, Trương Yến Hồi mang dáng vẻ thiếu nữ, mặc sườn xám rộng tay lỗi thời, ngồi trong một góc chẳng nói năng gì, chỉ có mấy cô gái vây quanh, đều mang dáng vẻ bực bội bất bình. Thẩm Phức lên tiếng đánh giá, còn chẳng đẹp bằng một góc của chị mình. Chuyện hôm nay coi như ổn thỏa rồi. Nhưng, gái bán thân Lăng Tiên Nhi cũng ở trong phòng sách đó, Thuần Viên nói thêm, nhưng hình như bọn họ đánh nhau ở trong hay sao đó, cứ có mấy tiếng kêu thất thanh từ trong vọng ra, lại còn rên la kiếp lắm. Thẩm Phức vội vàng bịt miệng tên nhóc này lại, khẽ nói, chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Sau khi nắm được tình hình sơ bộ, Thẩm Phức cũng không tiện ở lâu, liền xoay người vẫy vẫy tay tạm biệt, được rồi, tôi lên lầu 3 xem thử, cậu đi nghe ngóng tin tức tiếp đi. Được một quãng Thẩm Phức chợt nhớ ra gì đó. Quay đầu lại nhắc nhở, lúc về nhớ lấy chút bánh ngọt, tay nghề đầu bếp ở đây khá tốt đấy, Thuần Viên gật đầu, chạy về theo đường cũ. Thẩm Phức lén la lén lút lên lầu 3 tìm kiếm phòng sách, khách khứa và người hầu đều ở dưới lầu. Trên tầng 3 không có ai, nhìn xung quanh, cửa nẻo hai bên hành lang đều đóng chặt. Thẩm Phức đi đến cuối hành lang tầng 3, bỗng nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ căn phòng cuối. Thẩm Phức dán tai qua cẩn thận nghe ngóng, đặt tay lên chốt của nhẹ nhàng xoay vặn, cậu mở hé cửa định bụng quan sát tình hình bên trong. Nhưng một giây sau cậu đã bị một cánh tay tóm lấy kéo vào trong, ôm Thẩm Phức vào lòng, Thẩm Phức giật nảy mình, định đẩy người kia ra nhưng sức lực không đủ, cậu lên tiếng thăm dò, đại thiếu gia, nhưng Lục Ký Minh không trả lời, vùi mặt vào hõm vai Thẩm Phức, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, cuối cùng em cũng tới rồi. Thẩm Phức đang muốn nói gì đó thì bị Lục Ký Minh đẩy ngã xuống ghế sofa, cơ thể đè lên cậu, nóng hừng hực. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng người, hình như có ai đó tới. Càng ngày tiếng nói kèm theo tiếng bước chân càng gần, Thẩm Phức luống cuống, nếu bị phát hiện trong tình thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa được hết tội. Thẩm Phức vươn tay đẩy người đang đè bên trên ra, sau giây lát vành tai của Thẩm Phức đã bị Lục Ký Minh ngậm lấy, hành động này của Lục Ký Minh làm da gà toàn thân Thẩm Phức nổi lên, cậu giữ bả vai người kia, eo dồn lực, xoay người một cái, đổi vị trí trên dưới. Thoáng chốc, cửa bị mở ra, tạch một tiếng đèn được mở lên, trong phòng sách trưng, mấy cô gái hoảng hốt thi nhau la hét. Trên ghế sofa đối diện với cửa, quần áo Thẩm Phức sộc sạch, thở hồng hộc, tay chạm lên ngực người nằm dưới, còn người đàn ông bị cậu cưỡi lên, vì ánh đèn đột nhiên sáng chói mà hơi híp mắt, vạt áo phanh rộng, trên lồng ngực còn vài vết cào ám muội. Thẩm Phức nghĩ bụng, toi rồi, giờ có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Hôm sau, Thẩm Phức đang ngồi xổm trong sân nhà ăn kem, nghe Thuần Viên kể chuyện tối qua nghe ngóng được, nghe nói Lục Thiếu là người thích nam nhân, hôm qua còn bị bắt ngay tại trận, hôn sự của hai nhà Trương và Lục cũng tiêu tùng luôn rồi. Thẩm Phức lau miệng cảm thán, Lục đại thiếu này là người đồng tính, giờ phải làm sao đây? Đúng lúc Thẩm Lệnh Nghi đi qua cũng nghe thấy câu này, túm lấy Thẩm Phức, kéo cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho cậu, còn phải làm sao nữa, lần này tới lượt em xuất trận rồi. Thẩm Phức không ngờ chị mình vì tiền mà muốn bẻ cong cậu,
nhanh chóng đẩy tay Thẩm Lệnh Nghi ra, em là trai thẳng, em không làm đâu, thà chị kêu em đi quyến rũ tiểu thư nhà nào đó còn được. Thẩm Lệnh Nghi tức giận, vậy tiểu thư nhà người ta cũng phải có tiền cho em chứ. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mới chọn chúng tên Lục Ký Minh, em quên rồi sao? Hơn nữa tiền thuê nhà, tiền quần áo, phụ kiện đã cuốn theo hết số tiền ít ỏi của chúng ta rồi, vậy mà em lại muốn bỏ cuộc. Thẩm Phức giật mình đứng phắt dậy, sờ sờ ngón tay, hét lớn, nhẫn kim cương của em đâu? Thẩm Viên lắc đầu, trả lời chắc như đinh đóng cột, hôm đó về là đã không thấy rồi. Thẩm Lệnh Nghi hóa bà chẳng lừa, xách tay Thẩm Phức lên, chiếc nhẫn kim cương đắt lắm đó, mau đi tìm về cho chị, không thì em CHS chắc. Đã nghèo còn thêm thằng em trai báo thù nữa, chị có muốn hiền cũng không được mà. Sau khi nghe ngóng Thẩm Phức biết được Lục Ký Minh hay lui tới Yên Hoa Gian, cậu cũng muốn thử vận may nên lập tức tới đó tìm anh ta. Tại nơi làng chơi kép tiếng của Bình Châu, Thẩm Phức xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ngay lúc bấy giờ, nhất là những cô gái ở đây. Một cô gái chạy tới ôm lấy cánh tay Thẩm Phức, cậu không vòng vo, lập tức vào chủ đề chính, tôi họ Thẩm, có vài chuyện tình Lục đại thiếu, không biết anh ấy có ở đây không? Cô gái bên cạnh cười híp mắt trả lời liền, đại thiếu ở trong phòng của Lăng Tiên Nhi đấy, tôi dẫn cậu đi nhé. Thẩm Phức từ trong túi lấy ra một đồng tiền vàng, đưa cho cô gái coi như đáp lễ, không quên nói, cảm ơn, nhưng nội tâm đang gào thét đau đớn cho túi tiền của mình. Trên tầng là một khung cảnh khác hẳn với dưới lầu, ảm đạm, yên tĩnh, như sự cách biệt giữa hai thế giới. Hai người họ bước đến trước cửa phòng hoa lệ nhất, khuôn mặt cô gái vẫn luôn nở nụ cười tươi chuyên nghiệp. Gõ cửa, nói vọng vào, đại thiếu, có khách tìm. Vài giây sau, Lăng Tiên Nhi mang khuôn mặt cau có, chảnh chọe từ trong phòng bước ra, vừa đến cửa đã tỏ thái độ coi thường người đối diện, cậu ta nhắc nhở, đại thiếu ngủ rồi, anh là ai? Thẩm Phức chẳng bận tâm cậu ta nói gì, nhanh chóng đẩy Lăng Tiên Nhi sang một bên, quả quyết đi vào trong rõng rạc, Lục đại thiếu có ở đây không? Lúc này tấm rèm voan mỏng được vén ra, Lục Ký Minh không mặc áo ngồi đó, để lộ cơ bắp và cơ bụng săn chắc, quả là một thân hình chuẩn men. Thẩm Phức nhất thời thất thần trước ánh hào quang của đối phương, không khỏi bất ngờ, cả ngày trời chỉ biết rượu chè be bét, mà sức khỏe lại không yếu đi. Lục Ký Minh lúc này mới ý thức được bên ngoài có người, lên tiếng hỏi, vị nào? Thẩm Phức đứng gần đó, nhanh như cắt khuôn mặt trở nên tươi tắn, quả thật làm điêu đứng con tim dân tình. Ngoài mặt thì tươi cười niềm nở nhưng lòng đã mắng thầm anh cả vạn lần. Tôi tới từ Dự Bắc, thiếu đông gia Thẩm Phức của cửa hiệu tơ lụa Hồng Phúc, Phức trong thơm phương Phức, đại thiếu chắc đã quên. Yến tiệc ở Thuần Viên ngày đó, tôi với đại thiếu đã có duyên gặp mặt. Lục Ký Minh liếc mắt đánh giá Thẩm Phức một lượt, một lúc sau mới thốt ra một câu hời hợt. Ồ, là cậu sao, cái tên cũng chính xác lắm, ngửi thôi cũng thấy thơm rồi. Khuôn mặt Thẩm Phức vẫn giữ nét cười méo mó, quá khen. Lục Ký Minh trầm ngâm, không biết nghĩ gì liền đuổi Lăng Tiên Nhi ra ngoài, cậu ta có vẻ không tình nguyện, mà cũng không dám cãi lại lời của Lục Ký Minh, chỉ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua Thẩm Phức cố tình đụng vào vai cậu, coi như dạo oai cảnh cáo, nhưng liền bị Thẩm Phức nắm lấy cổ tay kéo giữ lại. Lăng Tiên Nhi giật bắn người quay ngoắt lại với vẻ mặt sợ hãi, nếu cậu ở lại đồng nghĩa với việc làm trái lệnh Lục Lý Minh, lúc đó cậu không dám gánh hậu quả. Thẩm Phức tự biết nếu hôm nay để cậu ta đi, thì tin tức sốt xẻo ngày mai có lẽ sẽ là Lục đại thiếu với người đàn ông anh tuấn ăn nằm trong kỹ viện mất. Cậu không muốn bỏ phế đời trai tân của mình ở nơi này, vội vãn giải thích, chuyện nhỏ thôi, chỉ cần một chút là nói xong, không cần phiền Phức tránh mặt như vậy. Ngày đó, tôi làm rơi một chiếc nhẫn kim cương ở trong phòng sách của đại thiếu, không biết đại thiếu có nhìn thấy không? Lục Ký Minh tựa vào ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn bài tay đang bị nắm chặt của Lăng Tiên Nhi, thiếu kiên nhẫn, kiểu dáng ra sao? Thẩm Phức không nói câu gì, thả bàn tay đang nắm kia ra, đưa tay lên mô phỏng kích thước của chiếc nhẫn kim cương, làm cho Ký Minh phụt cười, nhẫn nhỏ như vậy sao? Rơi ở đâu thì sao mà thấy được chứ? Thẩm Phức đứng hình không nói nên lời, cái nhẫn đó tuy nhỏ với anh nhưng đối với cậu lại là cả một gia tài đó, không thể làm mất được, huống hồ, bà chằn lửa đang ở nhà đợi cậu lấy nhẫn về, không lấy được nhẫn, tối nay chị cậu cho cậu đi bụi đời luôn cũng nên. Đang lúc Thẩm Phức ngây người, Lục Ký Minh trả lời qua loa cho xong chuyện, tôi quay về coi thử vậy. Thẩm Phức không khỏi của trách vị đại thiếu đó, nếu để anh ta làm miễn cưỡng cho qua chuyện như vậy, thì chuyện này có thể sẽ sống chết mặc bay luôn đó, nhất định không được, chuyện này không thể để chìm như vậy được, cậu phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Thẩm Phức lộ ra bộ dạng ba phần lo lắng, bảy phần bịa đặt, thực sự không giấu gì, tuy chiếc nhẫn này vừa nhỏ lại vừa không đáng tiền, nhưng là mẹ của tôi trước khi mất đã để lại cho tôi, vô cùng quan trọng, đại thiếu nhất định phải giúp tôi tìm kiếm đó, cũng may lúc đó mua lại đồ cũ, nên cũng có cái cơ để bịa. Lục Ký Minh trầm ngâm dò xét một hồi, biết rồi, tôi tìm thấy sẽ tìm người chuyển lời tới cho cậu. Sau khi xong việc, Thẩm Phức cũng không dám ở đây lâu, nhanh chóng rời khỏi đó. Vậy cảm ơn Lục đại thiếu, nhưng căn bản người ta chẳng thèm để ý đến cậu,
vẫy tay gọi Lăng Tiên Nhi quay về bên mình hầu hạ tiếp. Thẩm Phức bước ra đến cửa cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, đôi nhân tình trong phòng chim chuột với nhau, Lục Ký Minh cũng rất hân hạnh, giơ ly rượu trong tay lên nhìn về phía Thẩm Phức tỏ ý mời. Thẩm Phức kinh bỉ trong lòng, hay cho một thiếu gia trác táng tiêu tiền như nước, chắc nghĩ kiếp này cũng chưa từng phải chịu uất ức gì, nên mới trở thành kẻ chỉ có mã ngoài, không có tài năng cũng chẳng coi ai ra gì như vậy. Mấy ngày sau, tại Thẩm gia, một người làm ở Lục gia đến gõ cửa thông báo, làm phiền chuyển lời, Lục đại thiếu nói, đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương rồi, kêu Thẩm thiếu tới Yên Hoa gian để lấy. Yên Hoa gian lúc này đang tổ chức yến tiệc, các cô gái nhảy múa nhộn nhịp, nam nhân dưới khán đài hò hét reo vui, cực kỳ náo nhiệt. Thẩm Phức không có ý ở lại vui chơi, chỉ muốn đến lấy lại chiếc nhẫn rồi về ngay, cậu trực tiếp tìm Mama hôm trước hỏi, Lục thiếu đã đến chưa? Mama vẫn rất niềm nở, theo phương châm ai có tiền là cha là mẹ, với người đẹp trai bà chưa bao giờ từ chối, lập tức trả lời, Lục đại thiếu, người đến rồi. Rồi đưa cậu tới chỗ Lục Ký Minh ngồi, anh ta ngồi nơi cao nhất, trung tâm chính giữa bữa tiệc, bên cạnh vẫn là Lăng Tiên Nhi, hạnh phúc, khoác tay anh ta thể hiện với những người ở đó. Cảnh tượng này thật khiến Thẩm Phức buồn nôn, đứng từ xa đã không khỏi đánh giá, Yên Hoa gian ngày nay rất khác, tên họ Lục này gọi mình đến để làm gì? Sao không nhờ gia đình đưa nhẫn cho mình luôn? Đúng thật lắm chuyện, Lục Ký Minh phát hiện ra cậu cứ đứng bất động ở đó mãi, thì lập tức quay sang nhìn, tiện tay từ chối đồ ăn mà Lăng Tiên Nhi bón, ngồi đi, muốn tôi mời cậu ư? Thẩm Phức không muốn dây dưa với loại tệ nạn xã hội này, muốn tỏ sẵn lập trường, đợi đã đại thiếu, tôi là đến. Nhưng chưa nói được gì đã bị Lục Ký Minh kéo ngồi phịch xuống bên cạnh, với vẻ mặt đang cực kỳ lúng túng, cứng nhắc, thế là một chiếc ghế ba người ngồi, Lục Ký Minh hai tay ôm hai em dương dương tự đắc. Tình huống này là tình huống quái quỷ gì vậy, không phải đã nói ổn thỏa là trả lại nhẫn kim cương rồi sao? Sao lại thành ra thế này, Lục Ký Minh nâng cầm Thẩm Phức lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, cảnh nhộn nhịp hiếm có này. Đừng nói những lời mất hứng, nhìn xem. Tú bà của Yên Hoa gian, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người bọn họ, trên tay là bó hoa hồng, Thẩm thiếu gia muốn mua bao nhiêu phiếu? Thẩm Phức mặt mày ngơ ngác, quay sang nhìn Lục Ký Minh, mua gì? Nhẫn kim cương của cậu còn chưa lấy được, bây giờ còn vội cậu lấy tiền của mình mua. Tú bà quả nhiên được đào tạo quá chuyên nghiệp rồi, vẫn nụ cười thương hiệu lý giải, là chủ ý của đại thiếu, lấy hoa hồng làm phiếu chọn, được nhiều phiếu nhất sẽ thắng. Hôm nay chọn Tổng thống Hoa Quốc, Thẩm đại thiếu thấy vị nào ổn nhất, 100 tệ có thể sang phiếu tiếp, Lục Ký Minh tựa lưng ra sau, tay gác lên thành ghế nhìn chằm chằm Thẩm Phức bên cạnh, cậu xua tay, không ngờ tới có chuyện vui vẻ như vậy, không mang tiền mặt, hay là tôi gọi người về rút. Ngoài miệng thì là vậy, nhưng thâm tâm nào có thế, Thẩm Phức cau có rủa thầm, chơi cái trò lừa bịp này, không phải là đang bỏ tiền công khai à, cậu đâu có ngu mà dính bẫy. Lục Ký Minh một bên, không nhanh không chậm tiện tay rút ra chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng. Trước sự kinh ngạc của Thẩm Phức, bó này tôi mua hết, một giây sau bó hoa đã bị vứt lại bên cạnh cậu, Lục Ký Minh liền ghé sát tay Thẩm Phức, tay quàng cổ cậu làm cho mặt cậu đỏ ửng, thì thầm, cậu thấy ai ok? Cậu có thể chọn người này, sau đó chỉ tay lên sân khấu, một cô ca kỹ đang biểu diễn hăng say, thân hình uyển chuyển, nhảy múa ớn a ớn ẹo, cùng với ánh sáng lập lòe trên sân khấu, những người bên dưới vỗ tay tán thưởng liên tục, Thẩm Phức nhìn cảnh tượng trước mắt có chút hỏi chấm. Dẫn sao vẫn là người mới đến chơi ở Yên Hoa gian nên có nhiều điều còn thắc mắc. Tại sao? Tôi thấy cô ấy còn không đẹp bằng mấy người đầu, còn Lục Ký Minh thì khác, anh một tay chơi có tiếng ở đây lại quá đỗi sành sỏi mọi việc. Lập tức cho Thẩm Phức một câu trả lời thỏa đáng, vẻ ngoài cô ấy không nổi bật, nhưng cái lưỡi thì rất tuyệt. Thẩm Phức quay qua chỗ khác, đỏ mặt mà ấp úng. Anh không phải chỉ thích đàn ông sao? Sao lại biết? Cặp mắt Lục Ký Minh híp lại, thu cánh tay đang choàng lấy cổ Thẩm Phức, vẻ mặt chán ghét, miệng thản nhiên nhả ra từng chữ. Cậu không nên xịt nước hoa, Thẩm Phúc thắc mắc, vì sao? Nếu không phải là đi lấy lại nhẫn kim cương thì cậu đã cho anh ta một trận rồi, cố dặn lòng, bản thân không được làm anh tức giận, nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu, tiền mất tật mang, nhịn nhịn nhịn, điều quan trọng phải nói 3 lần, Lục Ký Minh liếc nhìn sang cậu mà phát ra những từ không thể nào bình thường hơn, nước hoa không bì được với mùi thơm của cơ thể cậu, Thẩm Phúc giật bắn người, thằng cha này não có vấn đề à, nói vậy người khác không biết còn tưởng cậu thân quen với anh đấy. Tức giận tay nắm thành quyền, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể, trước mặt hai con người đang hả hê với lời vừa dứt khỏi miệng. Hóa ra là nghĩ trò để chơi mình, Lục Ký Minh cầm lấy bó hoa hồng ban nãy vứt lên phía trước, tặng cho cô ca kỹ vào rồi, cô ả cúi người che miệng cười e thẹn cảm ơn Lục thiếu. Hành động đó của anh ta khiến cho Thẩm Phức có chút bất ngờ, xem ra cả nơi này, chỉ có tên Lục thiếu này đập nhiều tiền nhất và chơi cũng vui nhất, những người kế bên chỉ là xem náo nhiệt. Nhưng nếu đã là kim chủ có tiền, chơi cùng hắn cũng không sao. Lục Ký Minh chân bắt chữ ngũ, quay sang nói tiếp với Thẩm Phức, ca kỹ được lựa ra phải chọn một vị khách qua đêm, tôi thấy cô ấy có vẻ thích cậu rồi, Thẩm Phức thấy có chuyện chẳng lành,
Đúng lúc cô ả từ sân khấu nhảy xuống, lon ton chạy đến gần Thẩm Phức, bắt chuyện chung với bọn họ, Thẩm đại thiếu cũng mua không ít phiếu đó. Thẩm Phức nói chuyện với Ký Minh thì thái độ cục xúc, nhưng với cô ca kỹ lại quay phát thái độ nhẹ nhàng ảm đạm. Đều là tiền mà đại thiếu trả, tôi chỉ có một phiếu muốn đưa vào. Sau đó liền duỗi tay qua một bên cổ của cô, hô biến ra một đóa hoa hồng, khiến người ta bất ngờ sao xuyến, phiếu này là cho cô, như thêu hoa lên gấm thôi. Đương nhiên cô ca kỹ này vô cùng vui mừng, tưởng cậu cũng để mắt đến cô, đóa này còn hơn cả trăm đóa hoa khác kia. Thẩm Phức cầm tay cô gái trước mặt đặt một nụ hôn lên, quả nhiên là một khung cảnh lãng mạn đến mê người. Phía sau là sự hò hét của mọi người, nhưng trái ngược với mọi người, sắc mặt của đại công tử nọ lại vô cùng khó coi. Thẩm Phức đắc ý với việc mình vừa làm trước toàn thể khán đài, có điều, cậu chưa vui được lâu, thì thấy Lục Ký Minh đang cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay ngắm nghía, dự thấy điều chẳng lành, Thẩm Phức rụt tay về, tôi không dám. Đại thiếu phải ghen rồi, mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, ủa sao lại ghen, nghe nói đại thiếu có tình nhân mới vào mấy ngày trước là cậu ta sao? Gan lớn thật đấy, dám đắc tội với đại thiếu, không sợ CHS à? Ai mà có ngờ, con người khó ưa đó không để tâm đến Thẩm Phức, trực tiếp đứng dậy trầm mặc bỏ lên lầu, Thẩm Phức vội vàng đuổi theo sau. Bấy giờ, mấy nữ hồng quan đứng vây lại díu dít, một cô nói, nay không giống như trước kia, niềm vui mới của đại thiếu gia cô cũng dám đụng vào. Cô khác không nhanh không chậm tiếp lời, nhìn dáng vẻ ấy của đại thiếu gia, lên trên kia chắc nổi giận không ít, không biết tiểu thiếu gia đó chịu nổi không? Nói mấy lời thô tục gì thế, cái này mà cô cũng dám nghĩ à? Ở trên này, Ký Minh bị Thẩm Phức dí sát đít, cảm ơn đại thiếu đã giúp tôi tìm nhẫn kim cương. Cậu vươn tay muốn lấy lại chiếc nhẫn kim cương yêu quý, nhưng bị Lục Ký Minh cản lại, không dễ gì trả lại chiếc nhẫn kim cương cho Thẩm Phức. Cậu định cảm ơn tôi thế nào? Định nói xuông thôi sao? Cậu thâm tình bày tỏ, trên người tôi chẳng có đồ gì đại thiếu có thể thấy, không biết nên cảm ơn thế nào mới phải. Nhưng Lục Ký Minh kiểu y đôn kè, gạt sang một bên cho rằng cậu không có thành ý. Sau đó liền dựa lưng lên ghế sofa, ngậm chiếc nhẫn kim cương ở trước miệng, lên tiếng thách thức, tự mình đến lấy đi, cùng với cái biểu cảm khiêu gợi, ngon thì nhào vô đê. Thẩm Phức cũng không phải dạng vừa, trong đầu đã suy đi tính lại mưu kế cả rồi, diễn kịch lâu như vậy, lại ở đây đợi cậu phải để anh biết, lưỡi của cậu không phải để ăn chay, cao thủ không bằng tranh thủ, đại thiếu gia nào đó, chỉ dựa vào một chiếc nhẫn mà đòi thịt luôn cả người ta, liệu có thành công, cùng mình theo dõi tiếp nhé. Lục Ký Minh bày ra tư thế khiêu gợi CHS người, chờ Thẩm Phức tới cắn câu, Thẩm Phức cũng không phải dạng vừa, trong đầu đã suy đi tính lại mưu kế cả rồi, diễn kịch lâu như vậy, lại ở đây đợi cậu. Cậu phải để anh biết, lưỡi của cậu không phải để ăn chay. Thẩm Phức tiến sát lại gần, chống tay vào lưng ghế, cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên môi Lục Ký Minh, lúc chỉ còn cách vài mm, thấy cá đã cắn câu, Lục Ký Minh mỉm cười, ngậm chiếc nhẫn vào trong miệng, vươn tay giữ lấy gáy Thẩm Phức hôn sâu, Thẩm Phức bất ngờ không phản ứng kịp. Mấy giây sau mới vội vàng đẩy Lục Ký Minh ra, lảo đảo lùi về sau mấy bước, tay ghét bỏ lau mạnh, chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp anh ta rồi, không hổ là Lục thiếu gia thường xuyên qua lại trong giới phong lưu, miệng hôn không tồi. Lục Ký Minh vẫn ngồi trên sofa, vẻ mặt cợt ngả, vươn đầu lưỡi ra, nhíu mày cười một tiếng, chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trên môi anh, biểu cảm thách thức, viết rõ bốn chữ lên mặt, cậu không làm được. Thẩm Phức tức giận, dùng lực lau môi mạnh, cà khịa, đại thiếu cẩn thận nuốt mất nhẫn rồi, là phải gọi bác sĩ tới đó. Lục Ký Minh chẳng mảy may quan tâm lời cậu nói, không có ý định trả lại nhẫn nữa, anh lấy khăn tay ra, bọc chiếc nhẫn vào trong, lại bỏ vào trong túi. Lục Ký Minh sợ Thẩm Phức chưa đủ tức, còn ngước lên cười, ngân nga vu vơ hai ba câu chọc điên Thẩm Phức, cậu biết anh ta cố ý khiến cậu tức giận, nhưng vẫn không kìm mình được, biết ở lại chỉ tìm thêm rắc rối, cậu ôm cực tức bỏ về nhà. Thẩm Phức về đến nhà, mặt đen như đít nồi, càng nghĩ càng giận, Thẩm Lệnh Nghi thấy em mình đi tay không về nhà. Mặt buồn hưu liền hỏi thăm, này là thế nào? Chưa lấy được hả? Thẩm Phức chỉ biết thở dài ngao ngán, chưa. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, hai người nhìn nhau không lên tiếng, ở Bình Châu này hai người vừa mới chuyển đến đây, không quen thân đến ai, vậy nên người đến chỉ có thể liên quan, tới con gà hai người mới lùa được Lục Ký Minh, cùng hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Người tới là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, anh ta tự giới thiệu, tôi là cảnh vệ binh của Lục Thiếu gia, tên là Tần Nhạn. Lục Thiếu bảo tôi tới tặng quà. Thuần viên đưa tay nhận lấy một chiếc hộp từ tay cảnh vệ, mang vào đặt lên bàn. Ba chị em súm lại vây xung quanh, họ đều có chung một thắc mắc, đó là con cừu béo họ Lục kia tặng gì trong cái hộp này nhỉ? Vẫn là Thẩm Lệnh Nghi không kìm được sự tò mò mà giơ tay mở hộp, cô cố gắng một lúc mới cậy được nắp hộp, miệng lẩm bẩm, đồ gì mà đóng chặt vậy trời? Bỗng nhiên mấy chục viên kim cương trong đó do sức bật mà văng ra ngoài, ba chị em nhìn mà ngây ngốc, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa từng nhìn thấy nhiều kim cương như vậy. Thẩm Lệnh Nghi đưa tay ra định nhặt chúng lại, miệng hét lớn, lần này chúng ta phát tài rồi,
phát tài thật rồi, chẳng trách em bảo anh ta là tên phá của. Thẩm Phức vội vàng lấy tay cản tay Thẩm Lệnh Nghi lại, đừng động vào, nghiến răng nghiến lợi nói, đem trả lại đi, lửa còn chưa đến đâu, tiếc rẻ cái bẫy nhỏ này thì sẽ lớn chuyện đó, thả con tép bắt con tôm, chị tin em đi. Cùng lúc này, tại Lục Phủ, Lục Ký Minh đang châm điếu thuốc phì phèo thì cảnh vệ mang hộp quà kia đến trả lại, anh bình thản như đã đoán được trước mọi chuyện vậy, Lục Ký Minh lúc trước cho người đi điều tra Thẩm gia, giờ cũng đã có tin tức, mọi thông tin để trong sạch không có gì mờ ám, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tay nắm lấy đống kim cương trong hộp ném xuống ao cho cá ăn, cảnh vệ ở bên cạnh lo lắng vội vàng cản lại nhưng không kịp, chỉ biết đứng nhìn tất cả bị ném xuống ao hết. Lục Ký Minh thấy biển cảm căng thẳng của thằng đệ thì bật cười, căng thẳng cái gì, đồ giả đó. Đồ thật được đóng hộp đem đi rồi, trả khoản còn lại của lô vũ khí phía Bắc, cảnh vệ lúc này mới yên tâm. Lục Ký Minh nói tiếp, cậu ta là người thông minh, biết dây câu dài câu cá lớn, tên Thẩm Phức này là một lá cờ lớn, có tác dụng lâu dài. Mấy ngày sau đó, hai người không ai chủ động hẹn gặp đối phương, Lục Ký Minh nhớ Cruz vội vàng lái xe đến Thẩm gia muốn gặp mặt người yêu, nhưng người mở cửa lại nói Thẩm Phức đã ngủ rồi làm Lục Ký Minh có chút hụt hẫng, biết chắc là người ta vẫn còn cay chuyện hôm trước không muốn gặp mình. Anh dò hỏi thử, giữa ban ngày, thiếu gia nhà cậu là mèo ngủ đông sao? Thuần Viên cũng không ngại bán đứng đồng đội, thật thà đáp, thiếu gia bảo tôi nói với đại thiếu, ngày ấy ngủ rồi, ô ra là vậy, hóa ra là không muốn gặp mình nên giả vờ ngủ. Anh đưa món quà mình mang đến cho Thuần Viên, cho thiếu gia nhà cậu ăn đi, nói với cậu ấy, tôi mời cậu ấy tới Phú Xuân Sơn cư nghe nhạc kịch đêm giao thừa. Nếu không tới, tôi sẽ vứt nhẫn kim cương vào bể cho cá ăn. Thuần Viên nhận lấy định nói từ chối hộ Thẩm Phức, mà người ta đã lên xe nghênh ngang rời đi mất tiêu rồi. Đêm giao thừa, Thẩm Phức đến như đã hẹn, cậu vẫn mặc một bộ vest thoải mái, vải màu đậm tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Bên ngoài đang có tuyết rơi, cậu vừa vào đã vội đóng cửa lại, sợ khí lạnh chui vào phòng. Lúc này, Lục Ký Minh đang lượn qua lượn lại sắp xếp đồ đạc nhìn thoáng qua cậu, lo lắng hỏi, mặc phong phanh như vậy không lạnh à? Thẩm Phức mới xoay người lại còn chưa kịp mở miệng, Lục Ký Minh đã bất ngờ nắm lấy tay cậu, chắc chắn là lạnh, uống ngụm trà nóng đi, cậu ghét bỏ gạt tay anh ra, lo lắng như vậy sao không để người ta ở nhà ngủ đi, trời đêm gió rét bắt người ta ra ngoài làm gì, đồ giả tạo. Lục Ký Minh nhìn dáng vẻ giận dỗi như mèo của cậu thì không nhịn được mỉm cười, nhanh chóng dắt tay cậu lên trên chỗ anh đã chuẩn bị trước. Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn ngon, Thẩm Phức vui vẻ thưởng thức, quả nhiên điểm tâm mới làm ngon hơn cái được gửi đến, coi như anh vẫn còn một chút lương tâm chưa bị chó tha đi hết. Thấy Thẩm Phức ăn ngon lành cành đào, Lục Ký Minh ngắm cậu một lúc lâu không nhịn được tiến lại gần, vẻ mặt đắc thắng, lần trước ở Yên Hoa Gian tôi đã thấy rồi, điểm tâm đầy bàn, cậu ăn không biết chán luôn. Thẩm Phức không thèm đếm xỉa anh, chuyên tâm ăn điểm tâm của mình, hỏi han ân cần, mấy trò lừa bịp con gái này, không có tác dụng với cậu đâu, lêu lêu. Nhưng có điều, cậu cũng phải thừa nhận vị Lục đại thiếu này khá có lòng. Cậu lại nghĩ, hôm nay Lục Ký Minh tốn công tốn sức như vậy, sang hôm khác có thể đổi thành tốn tiền vì mình. Nghĩ đến đó là đủ thấy vui, Thẩm Phức vừa ăn vừa tưởng tượng đến viễn cảnh trong mơ, mình tiêu tiền như nước, gái bu quanh người đầy, tuyệt cả là vời, good job. Đường lúc, hai người đang tình bể bình, thì có một người đàn ông chạy đến đứng trước mặt hai người vái chào Lục Ký Minh, có vẻ hai người đã quen thân nhau từ trước. Cậu ta rất tự nhiên, mặt mày tươi rói, cung kính nói với Lục Ký Minh, đại thiếu, cảm ơn phần thưởng của đại thiếu, năm nay chúng ta vẫn như thế chứ. Nghe vậy, Lục Ký Minh không nói, chỉ liếc nhìn sang Thẩm Phức bên cạnh vẫn thản nhiên ăn bánh uống trà, tỏ ra không muốn can dự đến chuyện của hai người, nhưng trong lòng cậu thầm tính toán, danh đàn nổi tiếng của Phú Xuân Sơn, Tiểu Xuân Lai sao cậu ta lại ở đây, lẽ nào cậu ta cũng là tiểu nhân tình bé bỏng của Lục Ký Minh sao? Tiểu Xuân Lai cũng rất có mắt nhìn. Thấy Lục Ký Minh cứ nhìn Thẩm Phức chằm chằm, cậu ta cũng đưa mắt nhìn Thẩm Phức, cười nói, những năm qua được đại thiếu gia nể mặt, cùng Xuân Lai tới cung Thiên Phi dâng hương lễ Phật, Thẩm thiếu gia đã tới đây, chi bằng lát nữa cùng nhau đi cầu may có được không ạ? Thẩm Phức giờ thì đã hiểu rồi, hóa ra là vậy, xem ra tên Lục Ký Minh này ngậm thìa vàng mà lớn, chưa nợ nần ai bao giờ, ngược lại lại mắc không ít món nợ phong lưu. Cậu đi để ngồi giữa hai người à? Đến lúc đó người muối mặt chỉ có cậu với cả. Thẩm Phức không muốn dính dáng quá sâu vào chuyện của anh, đứng dậy phủi phủi tay cho bụi đường rơi xuống, hai vị xin cứ tự nhiên, tôi về ngủ đây. Nói xong cậu xoay người rời đi luôn, chẳng cho Lục Lý Minh một cơ hội níu kéo nào, Lục Ký Minh đầu đầy dấu hỏi chấm, vốn tưởng cậu sẽ đố kỵ làm ẩm lên nhưng không, mọi chuyện hình như theo hướng hoàn toàn ngược lại, khiến anh đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác một hồi mới đuổi theo sau. Trở về nhà, Thẩm Phức đóng mạnh cửa, giả vờ tỏ thái độ lồi lõm, Thuần Viên đang tự nghịch pháo trong sân. Tiếng nổ đoàng làm cậu nhóc giật bắn mình, sau đó lại cười khanh khách đốt tiếp, chơi không biết mệt, thấy Thẩm Phức về, cậu vội vàng kêu, anh hai,
định rủ ra đây chơi cùng, nhưng Thẩm Phức nâng ngón tay trỏ đặt lên môi, ra ký hiệu im lặng, khẽ nói với Thuần Viên, suỵt. Ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, cậu không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai. Nhưng cậu không vội mở lời ngay mà chờ người ta gõ mệt rồi mới chịu lên tiếng, làm ra đồ đó. Thẩm Phức nhoẻn miệng cười, ai đó? Bên kia cao ngạo đáp lại vỏn vẹn một tiếng tôi, cậu biết là ai nhưng vẫn cố ý hỏi tiếp, anh là ai? Bên kia cũng rất biết lấy lòng, không những không tức giận mà còn thuận theo cùng diễn, Lục Ký Minh. Thẩm Phức thấy vậy, cố tình ngáp một cái rõ to, khiến cho cả người bên kia cánh cửa cũng nghe thấy, hóa ra là đại thiếu gia, chẳng phải đại thiếu gia đi tạ lễ đầu năm với ông chủ tiền rồi sao? Lục Ký Minh bên ngoài có chút thiếu kiên nhẫn, sợ cậu đi ngủ mất, vội vàng giải thích, tôi còn chưa hề nói sẽ đi cùng cậu ấy, cậu đi vội thế để làm gì? Trên đường toàn là người, xe ô tô còn không nhúng nhích nổi, vội CHS đi được. Thẩm Phức giả vờ không quan tâm, ngáp thêm cái nữa, chuẩn bị lên phòng ngủ, như vậy hả, nhưng mà giờ tôi buồn ngủ rồi, có gì ngày mai nói sau nhé, đại thiếu về đi, không tiễn. Bỗng nhiên một tiếng cười vang lên kèm theo đó là lời trêu chọc, buồn ngủ rồi còn đứng ở đây làm gì? Thẩm Phức cứng người, vội quay người nhìn lên bờ tường chỗ phát ra âm thanh, không ngờ Lục Ký Minh đang ngồi vắt chân ở trên đó. Thẩm Phức không ngờ anh ta lại to gan như vậy, chỉ tay, hét lớn nhìn về phía anh, tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát mới được. Lục Ký Minh không quan tâm lời cậu nói, vẫn muốn giải thích vụ tối nay cho bằng được. Tối nay, đặc biệt mời cậu tới Phú Xuân Sơn, là vì muốn cùng cậu đi tạ lễ đầu năm, rồi cúi mặt giả vờ mất mát. Nếu như cậu không đi, tôi cũng không cần thiết phải đi nữa. Anh rót đầy những lời đường mật vào tai Thẩm Phức, cuối cùng anh ta cũng lừa được Thẩm Phức cùng mình đi dâng hương lễ Phật. Thẩm Phức ngồi trên xe, lúc này mới cảm thấy hối hận. Biết thế hôm qua không thèm ở lại nghe anh luyên thuyên nữa, đi ngủ ngoẹ một giấc cho xong, hôm nay thời tiết lạnh lẽo không thích hợp với việc ra ngoài, giờ cậu lại phải lang thang đầu đường xó chợ cùng cái tên thần kinh này, giếc rồi cũng không hiểu mình nữa. Đi mãi cuối cùng cũng đã đến nơi, cậu xuống xe trước nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Lục Ký Minh xuống theo sau, lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Thẩm Phức, không khỏi cảm thán, cậu vẫn mặc phong phanh như vậy, hai người không để ý những người khác, mà liên tục phát cơm chó cho những nơi mình đi qua, hôm nay là ngày đầu năm. Mọi người đến chùa dâng hương rất nhiều, lớp lớp người tới người lui tấp nập, cậu đang lo không biết bao gì mới đến lượt mình vào, thì bỗng nhiên một cư sĩ của cung Thiên Phi ra đón, Lục đại thiếu đã đợi lâu rồi. Mời đi theo tôi vào của bên này, nói rồi dẫn Lục Ký Minh và Thẩm Phức đi vào bằng cửa khác. Trong này yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài kia, không gian cổ kính khắp nơi đều là những tượng Phật lớn nhỏ, hai người đi theo sau cư sĩ đến làm lễ, Thẩm Phức rất cung kính nghiêm túc bái lạy, còn Lục Ký Minh thì cứ cà lơ phất phơ đứng chừng ửng bên cạnh nhìn người ta chằm chằm, không dâng hương, cũng không quỳ lạy. Đến lúc Thẩm Phức dâng hương xong, lúc này Lục Ký Minh đứng sau lưng cậu mới lên tiếng, tò mò hỏi, cậu cầu nguyện gì vậy? Thẩm Phức trong lòng cầu nguyện, phát tài, nhưng ngoài miệng lại đáp, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cậu thắc mắc, từ nãy đến giờ mình cầu nguyện thằng cha nội này đứng bên cạnh làm gì mà dâng hương, thế hôm qua anh ta nhất quyết đòi đến đây làm cái méo gì, anh không cầu nguyện à? Lục Ký Minh thẳng thắn đáp, tôi không tin mấy cái này. Ủa không tin mấy cái này vậy anh dẫn tôi đến đây làm gì hả? Đúng là khó hiểu mà, cậu thuận miệng hỏi lại, vậy anh tin cái gì? Lục Ký Minh không trả lời vào trọng tâm, đột nhiên ngẩng đầu, dò hỏi, hôm qua cậu ghen đúng không? Thẩm Phức cố tình không trả lời, để Lục Ký Minh thích hiểu theo hướng nào thì theo hướng đó, cậu sực nhớ ra chuyện hôm qua Lục Ký Minh hứa, chỉ cần hôm nay đi cùng anh đến dâng hương lễ Phật, thì anh trả lại nhẫn kim cương cho cậu. Thẩm Phức nhanh nhảu hỏi, nhẫn kim cương của tôi đang ở đâu? Lục Ký Minh ra vẻ mất mát khi không nhận được câu trả lời, lấy chiếc nhẫn giấu trong áo ra, cầm trong tay nghịch, cậu hôn tôi một cái thì tôi đưa cho cậu chỉ nhớ mỗi cái nhẫn kim cương của cậu thôi, cậu khiến tôi đau lòng lắm đấy. Thẩm Phức rơi vào thế khó, anh ta cứ suốt ngày hơi tí là lấy chiếc nhẫn ra bắt cậu làm này làm kia, biết thế sớm đã không nói là di vật do mẹ quá cố để lại, bây giờ mà cậu cãi nhau với Lục Ký Minh, muốn vung tay nói không cần cũng không được. Xem ra lại tự lấy đá đập chân mình rồi. Thẩm Phức thấy anh ta diễn giỏi như vậy cậu cũng học theo, vươn tay muốn cầm lấy nhẫn, giả vờ đau lòng, anh cũng chỉ nghĩ đến việc hôn tôi, khiến tôi đau lòng quá. Lục Ký Minh nhanh tay chớp lấy thời cơ, kéo lấy cánh tay vươn ra của Thẩm Phức, lôi về phía mình, ôm chầm cậu vào lòng, nói những câu tục tĩu, trừ việc nhớ đến việc hôn thì tôi còn nhớ tới cái khác nữa. Tay chân anh ta không yên phận mà sờ mó lung tung, Thẩm Phức thẹn thùng đỏ mặt, Thiên Phi nương nương đang nhìn anh đấy. Ở đây thật khinh suất, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, đáp lại cậu chỉ là câu nói hời hợt, sợ gì chứ, đúng anh không sợ nhưng cậu rất sợ, lỡ như bị Thiên Phi nương nương trách phạt thì phải làm sao đây. Tiếp theo sau đó là một loạt động tác hôn hít, Thẩm Phức tái mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa đại điện trang nghiêm mà anh ta dám làm chuyện xấu hổ này. Không những vậy anh ta còn thưởng thức hít hà mùi hương trên người cậu,
như một tên biến thái chính hiệu, nhỏ giọng, thơm quá, cậu bôi cái gì đấy? Bộ quần áo này về tới nhà tôi không giặt đâu. Thẩm Phức mặt đỏ tía tai vội vàng đẩy anh ra, tránh làm ố uế nơi thanh tịnh. Ở bên ngoài, cư sĩ đợi một hồi lâu, khách hành hương thúc giục liên tục, vẫn chưa mở cửa sao, mọi người đều đang đợi đấy, mọi người tôi một câu cô một câu sắp thành mở luôn cái chợ ở đó luôn, cư sĩ không còn cách nào để trì hoãn được nữa, đành xoay người, gõ cửa nhắc nhở, đại thiếu, anh có gì cần giải quyết thì về nhà đóng cửa tắt điện bảo nhau đi, ở đây cản trở người ta quá. Lục Ký Minh vẫn đang mải miết hưởng thụ cảm giác được vợ nhỏ cưng chiều, cả người vô lực tựa lên vai Thẩm Phức, miệng cười toe toét vì đạt được mục đích, vốn định ở đây thêm tí nữa, nhưng bên ngoài ồn ào quá, làm Lục Ký Minh mất hứng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho Thẩm Phức, thở dài, lẩm bẩm một câu mất hứng, rồi sải bước đến chỗ cánh cửa đang đóng chặt, biết rồi, đến đây, phía bên ngoài im lặng không ai dám ho he gì, sợ vừa mới mùng một đã bị chém bay đầu như chơi, Thẩm Phức ở lại sợ hãi cúi đầu xin lỗi Tượng Thiên Phi nương nương. Thật sự con không cố ý đều tại tên Lục Ký Minh kia, người có trách thì hãy trách anh ta, đừng trách tội con mà tội nghiệp. Thế là hết phần 3, mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Hai con người làm xong chuyện xấu hổ thì rung răng rung rẻ cùng nhau bước ra ngoài, đột nhiên Lục Ký Minh cầm tay Thẩm Phức, cẩn thận trơn trượt. Thẩm Phức thấy mọi người đang nhìn thì sợ người ta dị nghị, cố gắng vùng vẫy muốn rút tay ra nhưng không được, miệng lầm bầm có chỗ nào trơn đâu. Anh ta chẳng quan tâm lời đàm tiết thiên hạ. Tay vẫn nắm chặt, miệng vui vẻ ngân nga, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người, Thẩm Phức vừa đi theo sau vừa nịnh hót lấy lòng, nếu anh là Tương Vương, thì sẽ có hàng chục người xếp hàng muốn làm nữ thần đó. Lục Ký Minh nắm tay nắm cửa, quay lại nhìn Thẩm Phức cười tươi, tôi sẽ đồng ý cho cậu chen hàng, và sẽ ưu tiên cho cậu đứng hàng đầu tiên, cậu yên tâm là nương tử bé bỏng của tôi đi. Anh ga lăng mở cửa xe cho Thẩm Phức, mà cậu thấy ngại không chịu đi vào, anh lên xe trước đi. Cậu cứ vào trước, anh trước đi, hai người cứ đùn đẩy qua lại một hồi, cuối cùng Thẩm Phức không chịu được bất lực mà ngồi lên xe trước. Bỗng nhiên tiếng gọi của Lục Ký Minh vang lên, cậu trai thơm, khi nào thì cậu mời tôi làm khách. Thẩm Phức nhanh nhảy mời anh hôm khác lấy lý do hôm nay chưa chuẩn bị tiếp đón, mà từ chối, hai người trên đường chẳng nói mấy lời. Thẩm Phức thức cả một đêm vừa về đến nhà là lăn quay ra ngủ luôn. Trong khi Thẩm Phức đang ngủ say sưa, Thẩm Lệnh Nghi mở toang cửa phòng, kêu thuần viên gọi Thẩm thức dậy. Thanh niên trai tráng, sáng ngủ tối đi bốc đầu chẳng làm ăn gì. Cậu ta nghịch ngợm nhét quả vào trong miệng cậu. Sẵn bản tính ham ăn lười làm, tuy chưa tỉnh ngủ nhưng Thẩm Phức vẫn cắn xuống trong vô thức, vị chua chua ngọt ngọt của quả tứa ra khắp khoang miệng. Cậu mở mắt, miệng vẫn nhai nhồm nhàm, thấy cậu dậy, thuần viên nhanh tay nhét thêm một quả nữa vào miệng Thẩm Phức, quả này đặc biệt chua, làm cho cậu tỉnh cả ngủ. Thẩm Phức ngồi dậy ho sặc sụa, Thẩm Lệnh Nghi chủ mưu của mọi chuyện thì nhàn nhã ngồi cạnh giường ăn bánh uống trà đọc báo, em dậy rồi à? Thẩm Phức nhìn thằng em ruột chơi xấu mình, cậu cũng cầm một quả trên tay, nhét vào miệng thuần viên, năm mới đại cát đại lợi. Sau đó, quay sang hỏi Thẩm Lệnh Nghi, có tin tức gì mới không? Cậu là đang sợ một ngày nào đó tin tức của cậu đứng trang nhất, với thông tin tiểu thịt tươi mới của Lục Ký Minh, Thẩm Lệnh Nghi rũ tờ báo, đáp, không, để chị xem nào, à phía Bắc hình như sắp đánh nhau thật rồi. Nghiêm Nhất Hải ra tay, nếu khu vực đệm dự Bắc này bị Nghiêm Nhất Hải chiếm, hai nhà Nghiêm Lục phải trực tiếp đấu chọi rồi. Thẩm Phức vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, trả lời một cách hời hợt cho qua, vậy sao? Thẩm Lệnh Nghi lo lắng nhắc nhở Thẩm Phức, những ngày gần đây không thấy mình, em ở cạnh Lục Ký Minh lâu như vậy, một chút lợi ích cũng không moi được. Vẫn nên đổi mục tiêu mới đi. Thẩm Phức cũng đau đầu không kém gì chị mình, phải giả vờ thích con trai cũng khổ lắm chứ, nhưng giờ nói đổi đâu phải muốn là đổi được đâu. Cậu thở dài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người để đổi, Thẩm Lệnh Nghi thấy không khuyên được em mình thì nhớ ra một chuyện, bây giờ tiểu thư trẻ tuổi trong thành đều chạy theo trào lưu làm salon, hay chúng ta cũng làm, em bảo Lục Ký Minh, mượn danh tiếng của anh ta đi móc nối quan hệ, kiếm ít tiền tiêu xài đi. Thẩm Phức ngồi suy nghĩ vừa hay tối qua anh ta còn muốn đến nhà mình làm khách, vậy thì thuận nước đẩy thuyền chắc không sao đâu nhỉ. Thẩm Phức vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Thẩm Lệnh Nghi, cô thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở, nhanh chóng moi một khoản. Chúng ta càng rời khỏi sớm càng an toàn, tránh đêm dài lắm mộng. Nói là làm, 3 ngày sau, Thẩm Phủ mở quán salon ngay tại nhà, Thẩm Phức đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống, mặc áo sơ mi mỏng, tay kẹp nửa điếu thuốc, ngây ngốc nhìn xuống dưới, thầm thỏm chờ đợi Lục Ký Minh, mặc dù đã nhờ người đi gọi anh ta, nhưng làm salon người đông ồn ào, cậu cũng không chắc anh ta có qua không nữa. Thẩm Phức nhìn qua chỗ chị gái mình, Thẩm Lệnh Nghi đang đầu tắt mặt tối tiếp đón những vị khách tới lui, đa phần đều là đàn ông. Cô như một đóa hoa nở rộ thu hút ánh nhìn từ mọi người, rất nhiều người tới bắt chuyện cùng, phía Bắc lại loạn, Nghiêm Nhất Hải cũng không tốt lành gì. Đúng đó, nội các bây giờ Thái Tiễn nói mới tính, nhưng họ Thái đó lúc trước chính là bộ hạ cũ của đại soái chúng ta,
có tên đó trong các quân phí của Nghiêm Nhất Hải chắc chắn không được duyệt. Thẩm Lệnh Nghi không can dự, chỉ đứng đó nghe đáp đàn ông thể hiện, lâu lâu giả vờ che miệng cười vài cái. Thẩm Phức nghe cái tên mà họ nhắc đến có chút quen, nhớ lại, Tổng Lý là bộ hạ cũ của đại soái, nhưng Tống Lý phu nhân chính là con gái nhỏ của Nghiêm Nhất Hải. Quân phí này thổi gió bên tai là xuống ngay. Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ đằng sau vang lên cộp cộp, mọi người trong khán phòng đều nín thở, không dám ho he gì, cả mấy người đàn ông lúc này to tiếng giờ cũng im bạch. Thẩm Lệnh Nghi giả vờ bất ngờ nhìn ra hướng cửa, ai ra, cô tiếng lại gần cười nói, đại thiếu đến thật đúng lúc, chúng tôi đang bàn về salon, có muốn góp vui không? Lục Ký Minh không thèm trả lời, đưa mắt tìm kiếm bóng hình của người tình. Anh hướng mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên tầng 2, bắt gặp bóng dáng Thẩm Phức đang dựa vào lan can, một tay chống cằm nhàn nhã, tay cầm điếu thuốc lắc lắc, miễn cưỡng vẫy tay chào anh. Nhưng thứ va vào mắt Lục Ký Minh lại là hàng cúc áo chưa cài hết của cậu, để lộ ra cơ ngực rắn chắc mê người. Anh cảm thấy trong lòng nôn nao, không có hứng mà tiếp chuyện, chào hỏi qua loa, cố gắng nghe đôi ba câu định hót rồi vội vàng bước lên tầng 2, mặc kệ mọi người bên dưới nói ra nói vào. Thẩm Phức thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi, vội mời anh vào rồi đóng cửa, tiếng xôi xao của buổi tiệc dưới nhà trở nên loáng thoáng mơ hồ. Vừa quay người lại đã thấy anh nằm trên chiếc ghế sofa dài, Thẩm Phức khom lưng cúi người, chị tôi chính là như vậy, không nhàn rỗi được. Bây giờ yên tĩnh rồi, không nghe thấy tiếng bên dưới nữa. Lục Ký Minh lấy tay che mắt, thái độ lồi lõm như viết sẵn lên mặt bốn chữ, đừng làm phiền tôi. Thẩm Phức bất lực, tưởng anh ta ngủ rồi, hồi hộp ngồi xuống bên cạnh, đưa tay rót một chén trà định uống để bình tâm lại, vừa mới cầm cái chén lên chưa kịp làm gì thì Lục Ký Minh đã đẩy người ra trước, gối đầu lên đùi Thẩm Phức, đè nặng trĩu. Thẩm Phức giật mình làm rơi cả chén trong tay, luống cuống, ngồi dậy, tôi pha trà cho anh. Lục Ký Minh không vui, người ta giận mà chẳng chịu dỗ người ta, anh lật người lại, cắn một cái thật mạnh lên đùi cậu. Thẩm Phức tát mặt đánh bôm bốp vào đầu anh ta, mong được nhả ra, cậu suýt xoa, anh là chó à? Lục Ký Minh cắn đã đời mới chịu thả ra, khẽ nói, chó thì làm sao? Chó thành thật hơn người. Thẩm Phức giả vừa lo lắng, dò hỏi, đây là đang tức chuyện gì vậy? Anh cũng không một chút che giấu thẳng thắn nói với cậu, Trương gia đánh một chủ ý hay, con gái đã đưa đến nhà tôi rồi, muốn để tôi và Trương Yếu Hồi kết hôn. Vì mưu đồ chút lợi riêng đó, đến mặt mũi cũng không cần, à hóa ra sắp phải lấy vợ. Không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nên buồn, Thẩm Phức cũng lực bất tòng tâm, vậy phải làm sao đây? Anh cũng không thể mãi không về nhà được. Lục Ký Minh xoay đầu lại, nhìn từ đầu đến chân Thẩm Phức, giọng nghiêm túc, có nhà mà không thể về, cậu giữ tôi ở lại đi. Thẩm Phức không hùa theo, chỉ thở dài, giả bộ đáng thương, đàn ông đương nhiên phải kết hôn, huống hồ nhà anh có địa vị cao như vậy, anh còn là độc đinh, nếu không có Trương Yến Hồi, thì sẽ có Lý Yến Hồi, Vương Yến Hồi, anh có thể trốn bao nhiêu lần chứ? Lục Ký Minh mệt mỏi. Tôi không muốn cưới. Ông giả và Trương Chấn Lộ có thể ép tôi vào động phòng sao? Tôi muốn kết hôn với ai thì kết hôn với người đó, ai quản được tôi? Bỗng dưng Lục Ký Minh lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, mũi chân anh lắc qua lắc lại, cà lơ phất phơ, nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Phức. À đúng rồi, còn không bằng kết hôn với cậu, dù sao cậu cũng đưa tôi một chiếc nhẫn kim cương là của hồi môn rồi. Thẩm Phức thấy anh ảo tưởng quá nên vội dội gáo nước lạnh cho anh tỉnh. Vớ vẩn, ai thèm lấy anh chứ, tôi chỉ muốn lấy tiền của anh thôi. Đợi anh bị tôi bòn rút hết, tôi sẽ đá anh không luyến tiếc. Cậu suy tính, Lục Ký Minh trước nay phong lưu khắp nơi, cũng không có lấy một người chính thức. Phải mau chóng nghĩ cách moi một khoản trên người anh ta, còn kéo dài thêm thì một đồng cũng không moi được. Tự nhiên Lục Ký Minh lại có hứng thú tò mò về xuất thân của cậu, lên tiếng hỏi, trước kia, nhà cậu ở Dự Bắc là buôn bán tơ lụa sao? Thẩm Phức có hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ tâm trạng bình ổn, phải đó, mẹ tôi mất sớm, đều do bố tôi lo liệu. Nhưng Dự Bắc đánh nhau rồi, làm ăn lập tức tổn thất rất lớn, cậu tỏ ra đau thương, cười khổ, bố tôi vất vả sinh bệnh cũng đã đi rồi, tôi và chị bán hết tài sản đến Bình Châu. Trong nhà chỉ vào không ra cũng không phải cách, định sang năm mới đi tìm một công việc phù hợp. Lục Ký Minh quan sát cậu rất kỹ, từng lời nói cử chỉ đều thu vào tầm mắt, chỉ mong tìm ra sơ hở để nắm thóp, vậy sao? Vào Thẩm Phức thấp thỏm lo lắng mình bị lộ tẩy, thì Lục Ký Minh lại tỏ ra như không có chuyện gì. Giới thiệu cho cậu một công việc, Bình Châu có một lão hào may quần áo, tên là Thực Phúc Tường, cậu có biết không? Thẩm Phức tỏ ra mù mờ, không biết, Lục Ký Minh vui vẻ nói tiếp, thiếu đông gia Mạnh Tam của ông ta có quen biết với tôi chào hỏi một tiếng cậu tới đón nhận việc đi, thích đi thì đi, không thích đi thì thôi. Chuyện không làm mà cũng có ăn này tốt nhường nào chứ, mỡ đến miệng mèo có ngu mới từ chối, cậu giả vờ nghĩ ngợi, đúng lúc, bình thường không làm chính sự gì, vẫn luôn thấy ngột ngạt muốn chết. Lục Ký Minh như biết trước kết quả, nằm trên đùi Thẩm Phức lấy tay che miệng ngáp dài, buồn ngủ rồi. Thẩm Phức thấy anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ thật thì sợ hãi đẩy anh ra,
Về nhà ngủ đi, anh lạnh nhạt với Trương tiểu thư như thế mà được à? Người ta đâu có tội tình chi, Lục Ký Minh mở trừng mắt, để ý làm gì, lão gia tử phải phái binh đến dự Bắc rồi, Trương Chấn Lộc với ông ấy đều rất bận, ai rảnh mà để ý tới tôi chứ? Thẩm Phước hét toáng lên, này, này anh đừng có ngủ như vậy chứ, Lục Ký Minh chẳng bận tâm, lật người ôm lấy eo cậu, ngáy khò khò, cậu nhìn mà chỉ biết thở dài bất lực. Một lúc sau, Thẩm Phước rút một điếu thuốc trong túi quần ra hút, tiếng bật lửa cạch cạch, cạch cạch trong căn phòng yên tĩnh dường như được phóng đại lên 100 lần, cậu tựa người vào ghế sofa, ngẩng đầu hút thuốc, đang suy nghĩ về triết lý nhân sinh thì Lục Ký Minh tỉnh giấc. Có lẽ là do tiếng bật lửa hoặc do mùi thuốc, anh khó khăn ngồi dậy, cậu hút cái gì thế? Sao đến thuốc cũng thơm như vậy? Thẩm Phước không ngần ngại chia sẻ bí kíp, anh lấy hết sợi thuốc ra, trộn huân hoa lài vào, rồi cuộn lại như thuốc lá. Là công phu rất phiền toái, mất công cả ngày mới làm được một hộp, Lục Ký Minh có chút tò mò về mùi vị, nhờ người dậy hút chung điếu thuốc với Thẩm Phước, kỳ công đến vậy sao? Sau đó, anh liền dụi dụi vào người cậu. Vùi đầu vào hõm vai cậu, như tìm kiếm thứ gì đó, xem ra không phải thuốc thơm, mùi trên người cậu mới thơm. Lục Ký Minh ngồi dậy, đưa một chân vào giữa hai chân của cậu, mặt kề sát mặt, Thẩm Phước thấy bầu không khí có gì đó sai sai liền sợ hãi, quay đầu qua chỗ khác lảng tránh, bên dưới còn đang tiếp khách đấy. Lục Ký Minh mặc kệ, giữ lấy tay Thẩm Phước, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi một cách nghiêm túc, cậu từng thử qua chưa? Thẩm Phước bị nắm lấy cằm, muốn tránh cũng hết đường tránh, giả vờ ngây thơ vô số tội. Làm bộ bình tĩnh như thường hỏi ngược lại, thử cái gì? Anh ta không hề che giấu mục đích, nói thẳng thừng, lên giường với đàn ông. Thẩm Phước là trai thẳng, tất nhiên là không lên giường với đàn ông, thậm chí trước kia còn chưa từng nắm tay với đàn ông, chứ đừng nói là lên giường. Cái này không cần giả vờ được, cậu bóp nát điếu thuốc trên tay mình bình tĩnh trả lời, chưa từng. Lục Ký Minh tràn đầy phấn khởi, nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Phước, cười xấu xa, anh đẩy Thẩm Phước tựa vào ghế, một tay giữ lấy vai Thẩm Phước, một tay luồn vào trong ngực cậu. Thẩm Phước đỏ mặt không dám nhúc nhích. Lục Ký Minh vẫn không buông tha mà vừa sờ soạn vừa đưa mắt đánh giá. Thẩm Phước tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố nín nhị, vì tương lai tiêu tiền xả láng, mua đồ không cần nhìn giá nên cậu có nuốt những uất ức vào trong. Mấy kiểu nhút nhát rụt rè là xưa rồi Diễm ơi, nếu cậu tỏ vẻ thành loại đó sẽ không có gì mới mẻ nữa, do đó cậu không thể tỏ ra rụt rè trước mặt anh ta, nghĩ vậy cậu chủ động hôn anh ta trước. Thẩm Phước chủ động hôn Lục Ký Minh trước, nào ngờ lại quá đúng ý anh. Lục Ký Minh hôn lấy hôn để làm Thẩm Phước muốn CHS ngạt đến nơi. Đúng lúc đang đến điểm cao trào thì Thẩm Lệnh Nghi bên ngoài gõ cửa, cứu Thẩm Phước một mạng, đại thiếu, A Phước, tôi có hầm canh ngọt, ăn chút rồi nói tiếp. Thẩm Phước nhanh nhảu đẩy Lục Ký Minh ra, đáp lại lời Thẩm Lệnh Nghi, được. Lục Ký Minh tức anh ách, miếng ăn đến miệng rồi vẫn còn để tuột mất, đúng là phí của trời cho. Thẩm Phước hoảng loạn cố gắng đẩy mãi anh mới chịu đứng dậy, đi thôi, đi ăn canh ngọt. Cậu giả vờ bình tĩnh, bước đi phía trước dẫn đường cho Lục Ký Minh, anh ôm một bụng tức đi theo sau, gương mặt đầy u ám. Ăn xong Lục Ký Minh cũng chẳng còn hứng thú ở lại nói chuyện nữa, chào tạm biệt và rời đi luôn. Anh mang gương mặt u ám về đến nhà, cũng may nhà có nuôi một con chó làm thú vui, nó vẫn đuôi chạy đến đón anh về nhà. Lục Ký Minh vui vẻ chơi đùa với nó, cả ngày không về, nhớ rồi chứ gì. Đột nhiên, phía sau giọng một người vang lên, phải xuất binh đến Nghiêm Nhất Hải rồi, hôm nay đi ngay. Không nói Lục Ký Minh cũng đoán được là ai, nhưng anh thích nhất là chơi trò giả điếc, anh không quay đầu, giơ tay thành hình cây súng, nhắm chuẩn, bằng. Chú chó thông minh nằm xuống giả chết ngay, Lục Ký Minh vui vẻ xoa đầu nó khen ngợi, chó ngoan. Một người một chó, kẻ tung người hứng cười ha hả. Trương Chấn Lộ cạn lời, quay người ra lệnh cho thuộc hạ, đi thôi, đi lấy xe. Sau khi thắng trận trở về, vừa đúng lúc chuẩn bị hôn sự hai nhà Lục, Trương luôn. Lục Ký Minh trừng to đôi mắt, không ngờ lão già kia lại quyết định nhanh như vậy. Anh không thể ngồi im chờ CHS được, anh cũng phải hành động thôi. Mấy hôm sau, Trương Chấn Lộ dẫn một sư đoàn xuất phát, không có Lục Trọng Sơn và Trương Chấn Lô, Lục Ký Minh ngày ngày đàn đúm chơi bời không ai dám quản nữa. Thẩm Lệnh Nghi cũng muốn nhân cơ hội này vơ vét một chút ít từ Lục Ký Minh, cô nhắc nhở Thẩm Phước, Trương Chấn Lộ đi rồi, không ai có thể trói buộc anh ta nữa, em đừng quên kiếm một khoản lớn trên người anh ta. Thẩm Phước cười cười cậu vẫn còn dén vụ hôm trước mà không dám cãi lời chị yên tâm, em biết mà. Lục Ký Minh đang ăn sủi cảo ngoài sân thì thấy hai chị em bước ra, tay Thẩm Lệnh Nghi đang bê một đĩa bánh, anh bỏ đôi đũa xuống, nhìn về phía Thẩm Phước cười đểu, có nhân gia hẹ không? Thẩm Lệnh Nghi cứ tưởng anh ta thích ăn nhân rau hẹ liền bưng tới đặt trước mặt anh, đại thiếu thích ăn cái này hả? Anh nâng cằm nhìn Thẩm Phước, ý cười trên môi càng hiện rõ, không phải, cho A Phước ăn. Cậu toát mồ hôi lạnh, vội đứng sau Thẩm Lệnh Nghi, xem ra hôm qua cậu bình tĩnh quá đã mất rồi, hôm nay anh lại trơ trẽn đến đây ăn trực. Lục Ký Minh không có chuyện gì làm, dạo này cứ suốt ngày dính cậu như Sam,
đã không cho tiền thì thôi mà cứ đến bắt người ta tiếp đón. Anh cười nói, rảnh không có gì làm, đến sòng bạc chơi vài ván cùng tôi đi. Thẩm Phức cũng không có lý do gì để từ chối, thay đồ rồi cùng hắn ra sòng bạc chơi. Tại sòng bạc, Lục Ký Minh đứng trước đám đông hùng hổ tuyên bố, cậu ở đây chơi. Thắng tính của cậu, thua tính của tôi. Anh đã nói vậy thì cậu xin thưa, vốn đã có chút kinh nghiệm tâm đắc về cờ bạc và chơi bài, nhưng lại không tiện thể hiện ra, nên đành thắng 100 thua 80 giả vờ thì tốt hơn. Sau một ván, người chia bài chỉ tay về phía Thẩm Phức thông báo, vị tiên sinh này thắng rồi, cậu giả vờ ngu ngơ khù khờ cười ngây ngốc. Thẩm Phức cầm tờ tiền mình thắng được quay ra đằng sau khoe với Lục Ký Minh, nhưng trái ngược với sự mong chờ của cậu, Lục Ký Minh lại thở dài chẳng nhìn lấy cậu một cái. Thẩm Phức đầu đầy hỏi chấm, thắng tiền còn không vui, đúng là người có tiền khác thật. Cậu giả vờ để thua một ván, sau đó liếc nhìn phản ứng của anh. Không ngờ lần này Lục Ký Minh lại khá vui vẻ. Anh móc tiền trong túi ra trả thay cho cậu như lời đã nói. Thẩm Phức lại càng ngờ vực, cậu thua bị đền tiền anh ta lại thấy vui hơn. Não anh ta bị hỏng rồi à? Ván tiếp theo cậu lại cố tình để thua một lần nữa xem sao. Lúc này Lục Ký Minh lại càng vui vẻ hơn, cười đến tận mang tai, nói với người chia bài, tôi không mang theo tiền mặt, nợ trước, ghi sổ cho tôi, cậu ta cũng không dám đắc tội. Lục Ký Minh vội vàng nghe theo. Ván tiếp theo, Thẩm Phức thắng, người chia bài hỏi, khoản này liệu? Cậu ta còn chưa nói dứt câu, Lục Ký Minh đã đi đến trước mặt Thẩm Phức cười nịnh bợ, cứ như tôi nói, tiền thắng là của cậu. Thẩm Phức tái mặt, hơi rén rồi nha, thắng cầm tiền, thua ghi nợ, anh đến sòng bài để kiếm chuyện à? Có điều cũng chẳng liên quan đến cậu, không nhân cơ hội thu hoạch một ít chiến lợi phẩm thì hơn phí, nghĩ thế cậu không giả vờ nữa, nghiêm túc chơi thật. Cậu cứ thắng liên tục làm cho người chia bài tái mặt, đã thế lại còn bị Lục Ký Minh bên cạnh dọa dẫm. Sao vậy? Mở tiếp đi, cậu ta không còn cách nào khác, chỉ biết đáp, vâng ạ. Một lúc sau, Thẩm Phức vơ được không ít tiền, người canh giữ bên cạnh lo lắng chạy vào thông báo với chủ tiệm, ông chủ, bình thường số tiền chúng ta dâng cho Trương Chấn Lộ đã không ít. Lục đại thiếu thắng lấy tiền, thua ghi nợ, việc làm ăn này của chúng ta sắp không làm nổi nữa rồi. Ông chủ cũng lực bất tòng tâm, hai đầu khó lấy lòng, nhưng ông ta cũng không thể để cửa tiệm mình bị phá sản được. Ông ta vừa bước ra ngoài, Lục Ký Minh đã tức giận, đập bàn đạp ghế bay tung téo, hiện trường là một đống lộn xộn. Thẩm Phức giật nảy cả mình, không dám nói chuyện, lẳng lặng ở bên cạnh quan sát xem đến cùng là Lục Ký Minh định gây chuyện thế nào. Lục Ký Minh hừ lạnh, mỗi tháng các ông cũng phải nộp cho lính tuần không ít, dâng cho Trương Chấn Lộ cũng không ít nhỉ. Sau đó anh quay lại, nhìn chằm chằm vào tên ông chủ không biết thân biết phận kia, tôi nợ có chút tiền như vậy mà ông đã không vui rồi. Không lẽ ở trong thành Bình Châu này chỉ có một Phật cần bái thôi sao? Giờ thì Thẩm Phức hiểu ra rồi, thì ra là đang so đo với Trương Chấn Lộ, chắc là chuyện ép hôn, trong lòng vẫn còn tức. Cậu vừa gật gù, vừa oán thầm trong lòng, xem ra tên thiếu gia Lục Ký Minh này vẫn còn trẻ châu ấu trĩ lắm, cũng chỉ dám nhân lúc Trương Chấn Lộ không có ở đây để quậy phá. Ông chủ vội vàng xua tay, đại thiếu đừng giận, mới vừa qua năm mới, thực sự chưa kịp xoay vòng vốn, đại thiếu thông cảm cho. Lục Ký Minh xoay người, liếc nhìn ông ta, không quan tâm đến cậu nói vừa rồi, tiếp tục. Ông chủ không làm gì được bất đắc dĩ quay người rời đi, thầm cảm thán, đúng là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Chuyện này vừa lắng xuống chuyện khác lại đến, đột nhiên Trương Yếu Hồi chạy đến sòng bài tìm Lục Ký Minh, cô ta đầu tóc bù xù gương mặt hộc hác ló đầu vào trong. Nên biết việc một cô gái đi vào sòng bài là điều hiếm lạ, cũng như cấm kỵ ở đây, đám đàn ông nhìn cô với ánh mắt soi xét. Trương Yếu Hồi tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng liếc nhìn xung quanh một lượt, tìm kiếm bóng dáng Lục Ký Minh, cô khó khăn gọi, anh họ. Lục Ký Minh chẳng thèm bận tâm, lạnh nhạt quay đầu qua hướng khác, chuẩn bị rời đi cùng Thẩm Phức. Trương Yến Hồi vội vàng đuổi theo sau, đưa tay muốn níu lại, giọng nghẹn ngào, anh họ, anh cả, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Lục Ký Minh nghe vậy thì sững người. Anh chưa kịp ra tay, mà ai đã hất tay trên của anh rồi. Lục Ký Minh cầm áo khoác lên vội vã sải bước ra ngoài, lên chiếc xe đỗ sẵn ngoài cổng, bỏ mặt cô ta ở phía sau nhìn theo. Bốn phía đều là những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, Trương Yếu Hồi bối rối, khó xử đến nỗi sắp khóc. Đúng lúc này Thẩm Phức xuất hiện giải nguy giúp cô ta, tôi đi gọi xe giúp cô. Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi sòng bài, Thẩm Phức vừa đi vừa suy đoán, anh cả trong miệng cô ấy tất nhiên là Trương Chấn Lộ. Anh ta hẳn đang đàm phán với Nghiêm Nhất Hải ở Dự Bắc, sao lại xảy ra chuyện? Lẽ nào là bị ám sát? Về đến nhà, Thẩm Phức ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, kể lại sự tình cho Thẩm Lệnh Nghi nghe, chuyện là như vậy đó, xem ra là xảy ra chuyện lớn rồi. Đồ trong nhà, chị xem cái nào có thể âm thầm bán thành tiền mặt thì bán hết đi. Chúng ta cũng chuẩn bị dần đi thôi. Thẩm Lệnh Nghi cũng không muốn tìm phiền phức vào người, gật đầu đồng tình, được, chị biết rồi. Đêm nay không ai trong thuần viên ngủ được.
đèn đuốc sáng trưng, Lục Trọng Sơn và vài tướng lĩnh đang bàn chuyện đại sự, mấy người nói lý nha lý nhí không để người khác nghe thấy. Lục Ký Minh ở một bên nhìn tờ giấy trong tay, ngẩn người, không ai để ý đến những người xung quanh. Lúc sau, Lục Ký Minh cầm theo tờ giấy đi lướt qua người Trương Yến Hồi, anh đi về hướng thư phòng của mình. Tại thư phòng, Tần Nhạn đã đợi sẵn ở đó từ lâu, cậu ta đưa cho anh một phần điện báo. Lục Ký Minh cẩn thận xem, càng đọc lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Trương Chấn Lộ bị thương trong lúc đang hội đàm với tướng lĩnh phe Nghiêm Nhất Hải, người nổ súng đã CHS rồi, CHS không có chứng cứ. Vết thương của Trương Chấn Lộ rất nghiêm trọng, ngay sau khi lấy viên đạn ra đã được đưa về Bình Châu ngay trong đêm. Nghiêm Nhất Hải đoạn được quyền khai thác quặng sắt có sản lượng cao nhất Dự Bắc, lui binh trở về rồi. Sau vụ này, Dự Bắc vẫn nằm giữa hai vùng Nam Bắc, dù Nghiêm Nhất Hải chiếm được 10 cái quặng sắt đi chăng nữa, thì trong lúc nhất thời cũng không thể chèn ép được Lục Trọng Sơn. Làm ầm ĩ lâu như vậy, trừ việc khiến Trương Chấn Lộ bị thương nặng ra, thì cuối cùng đâu vẫn đóng đấy. Lục Ký Minh có thể khẳng định, chuyện Trương Chấn Lộ bị thương không liên quan đến Nghiêm Nhất Hải, nhưng anh thật sự muốn biết Trương Chấn Lộ bị thương, ai là người được lợi nhất. Người được lợi trực tiếp nhất khẳng định là anh, nhưng chuyện này không phải anh làm. Tuy rằng Trương Chấn Lộ nắm binh quyền trong tay, nhưng trắng trợn giết người vào đúng lúc hai phe đang đàm phán. Nghiêm Nhất Hải đâu có ngốc như vậy, ông ta chưa có khả năng trở mặt trực diện với Lục Trọng Sơn. Vậy còn dư lại, chỉ có Lục Trọng Sơn. Tiếp theo nếu Lục Trọng Sơn tiếp tục dồn quân lên phía Bắc, vậy có khả năng là mượn gió bẻ măng. Nhưng nếu ông cụ làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyện lớn hóa nhỏ, vậy chắc chắn việc Trương Chấn Lộ bị thương có sự nhúng tay của ông. Lục Ký Minh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, trong lòng tự có quyết định, sau này chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến. Anh lấy que diêm ra quẹt rồi vứt xuống tờ điện báo, căn dặn Tần Ngạn, nhất định phải giữ được mạng của anh ta vẫn chưa đến lúc chết. Tần Ngạn không dám hỏi nhiều chỉ gật đầu đáp lại, việc mình làm, việc người người làm, biết càng nhiều càng dễ rơi đầu. Lục Ký Minh sờ túi quần, bên trong có điếu thuốc, hắn tiện tay cầm lấy điếu thuốc có trộn lẫn hoa nhài từ chỗ Thẩm Phức, châm vào đống lửa đang cháy phập phùng. Còn nữa, tôi đã chọn ra những món đồ không có ấn ký không có giấy tờ, trong đống quà được tặng dạo gần đây, cậu đem đi đổi hết thành tiền mặt, chuyển đến Lễ Lăng, bên đó sổ sách nợ nần còn thiếu khá nhiều tiền, Tần Nhạn gật đầu, nhận lệnh rời đi. Lục Ký Minh ngồi lại một mình trong phòng sách, thầm tính toán đường đi nước bước của mình. Lục Trọng Sơn đã ra tay rồi, anh cũng phải nhanh một chút. Sáng hôm sau, một đoàn xe dừng trước cửa Thuần Viên, Trương Chấn Lộ nằm trên cáng được bốn người khiêng xuống, anh ta vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Họ khiêng anh về phòng, gọi vị đại phu đến kiểm tra. Lục Trọng Sơn sốt sắng hỏi, bị thương có nghiêm trọng không? Vị đại phu sau khi kiểm tra xong, ngồi ngay ngắn trả lời, sau khi gấp viên đạn ra, tình hình của miệng vết thương không tính là tốt lắm. Nhưng may là trời không nóng. Mẹ của Trương Chấn Lộ đứng bên cạnh không chịu được, khóc bù lu bù lao, than trời trách đất. Lục Trọng Sơn nhìn mà ghét bỏ, vội xua tay ra lệnh cho hai người ra ngoài trước. Có thể do tiếng động quá lớn, Trương Chấn Lộ tỉnh lại, thấy người trước mặt liền muốn đứng dậy hành lễ, Lục Trọng Sơn nhắc nhở, nằm xuống, đừng để vết thương nứt ra. Trương Chấn Lộ ngoan ngoãn nằm xuống, miệng mách lẻo, chú, trên đường trở về, có người tâm tư xấu muốn hại CHS cháu. Lục Trọng Sơn bình thản như đã biết sẵn mọi chuyện, ngồi xuống cạnh giường bệnh hỏi nhỏ, có bắt được không? Trương Chấn Lộ cay cú nghiến răng nghiến lợi, không có. Để hắn nhảy khỏi xe chạy thoát rồi. Lần này nhất định là nhắm tới cháu. Lần ở Dự Bắc đó còn có thể nói là Nghiêm Nhất Hải gây rối. Trên đường trở về bị tập kích, đó khẳng định là có nội gián. Lục Trọng Sơn trầm ngâm hỏi ngược lại, vậy theo cháu, nội gián là ai? Trương Chấn Lộ không có ý che giấu suy nghĩ của mình. Nghe giọng nói, chú, nội gián là. Đang lúc cao trào thì Lục Ký Minh mở cửa bước vào, vẫn dương mặt cả lơ phất phơ đó, nhưng không hiểu sao Trương Chấn Lộ lại cảm thấy chột dạ, không dám nói tiếp. Lục Ký Minh mỉm cười bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh của Trương Chấn Lộ. Sao thế? Biểu ca. Không dễ gì mới về được, không nhận ra tôi nữa rồi.